Chào các bạn, chúng ta sẽ đến với loa độ laptop nhé. Đầu tiên thì các bạn xem này, một cái hình thù vuông vắn, nhỏ nhắn, xinh xắn và kích thước vừa phải, rất mỏng. Vì vậy là nó sẽ thuận tiện cho anh em thoải mái độ gần như tất cả các laptop hiện hành bây giờ, mỏng, nhỏ, vừa phải. Nhưng cái chúng ta quan tâm chính là cái chất lượng âm thanh. Thì bây giờ Tùng sẽ test dần cho các bạn. Và các bạn tự đánh giá nhé, vì tay mình tay trâu nhiều lúc sẽ không đánh giá được cái chất lượng âm thanh. Đang chạy duy nhất một loa này các bạn. Khi mà chúng ta chạy hai loa thì cái âm thanh nó sẽ hay và nó sẽ to hơn các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đo và đọc các thông số theo nhà sản xuất. Thì nó có thông số là 8 ohm và 2 W. Còn bây giờ mình đo kích thước thật cho các bạn nhé. Dùng thước mét đo cho nó máu. Rơi vào tầm 19 các bạn. Dài là tầm 19. Rộng rơi vào tầm là 14. Dày chắc nó chỉ rơi vào khoảng 2,5 đến 3 mm thôi. Vì vậy là nó thuận tiện cho các bạn độ gần như mọi laptop hiện hành dày mỏng ở bây giờ các bạn nhé.